đi em ơi. Mày đi rồi. Anh đi từ bên đây à? Chào công an Lai Châu đi em. Vụ tối qua là lên tầng 4 rồi đúng không? Anh có đánh người bao giờ đâu mà ăn cháo sườn đúng không em? Bắt được rồi em ơi. Đang bắt anh để thực hành lại. Anh Tuấn vừa mang quà với bạn đây. Thắng rồi, xuống đây. Thắng rồi, đi vào.